Trường hợp không được bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất. Cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư nhà, đất. Xin kính chào quý vị, đây là bản tin kinh doanh bất động sản 8 giờ tối hàng ngày của công ty Blue Ocean Realty. Và vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, mời quý vị cùng đón xem. Trường hợp không được bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất. Thưa quý vị và các bạn, việc bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất luôn là vấn đề được quan tâm. Nhưng mọi người nên hiểu rõ ràng, không phải trường hợp nào nhà nước cũng bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất. Căn cứ theo khoản 1 điều 92 luật đất đai 2013, người sử dụng đất sẽ không được bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất nếu rơi vào một trong các trường hợp sau. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất như: sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật đất đai 2013 mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho. Đất được nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm. Đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. Đất được nhà nước giao cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng. Cấm doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư nhà, đất. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi với 94,18% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 với một loạt cách thay đổi theo hướng siết quản lý hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đáng chú ý là trước đây, nếu các doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư kinh doanh bất động sản tối đa 10-20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ thì luật mới không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư bất động sản, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng. Bên cạnh đó, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cũng quy định các doanh nghiệp bảo hiểm không được đi vay để đầu tư chứng khoán, không đầu tư vào kim loại quý, đá quý, không đầu tư chứng khoán phái sinh hoặc hợp đồng phái sinh, trừ trường hợp chứng khoán phái sinh niêm yết nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng không được thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, trừ việc thành lập, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài. Ngoài các quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, các quy định mới trong luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cũng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được dùng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu hụt tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp luật pháp có quy định khác. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo.